thứ hai sau chủ nhật thứ hai mừng chay. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Anh chị em thân mến, mùa chay chúng ta được mời gọi thống hối ăn năn để lãnh nhận ơn tha thứ. Nếu chúng ta thực tâm trở về thì lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ ơn tẩy rửa chúng ta khỏi vết nhơ của tội lỗi. Thế nhưng không phải lòng thương xót của chúng ta có khả năng chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta. Có những người đã hối hận, đã ăn năn mà không cảm thấy bình an, không cảm thấy mình thoát ra được khỏi tình trạng tội lỗi. Có điều gì đó chưa đúng ở trong khía cạnh này. Sự hối hận của chúng ta không làm cho chúng ta được rửa sạch tất cả tội lỗi đâu. Cùng lắm, sự hối hận ăn năn chỉ cho chúng ta nhận biết tình trạng thực sự của tâm hồn mình và giúp chúng ta có những ước muốn hoán cải. Nhưng để được thực sự giải thoát thì chúng ta cần đến ơn tha thứ. Vì đôi khi và rất nhiều lần nữa chúng ta không thể nào tha thứ cho chính mình. Như vậy thì tình trạng tội nó vẫn còn ám ảnh, vẫn còn day dứt, vẫn còn làm khổ chúng ta. Như thế ơn tha thứ không đến từ sự sám hối của chúng ta mà đến từ Thiên Chúa, đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy cho nên khi chúng ta được tha thứ, đó là ơn huệ nhưng không của lòng xót thương. Chúng ta lãnh nhận. Và khi chúng ta đón nhận được ơn tha thứ thì sự lãnh nhận ấy phải khơi dậy cho chúng ta biết sẵn sàng tha thứ cho người khác, cho anh em của mình. Nếu Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân từ đối với chúng ta thì chúng ta cũng phải học để mà sống như cha chúng ta là đấng nhân từ. Đấy là điều mà chúng ta phải rút ra được từ sự thứ tha, từ lòng nhân ái của Thiên Chúa. Đã lãnh nhận ơn tha thứ, chúng ta xin Ngài tha thứ, xóa bỏ tất cả những lỗi lầm của chúng ta. Vì chúng ta là những con người yếu hèn thì chúng ta cũng không thể lòng chai dạ đá mà không biết xót thương và cảm thông với anh chị em của chúng ta. Nếu chúng ta muốn được Thiên Chúa đối xử với chúng ta đầy lòng khoan dung thì phần chúng ta cũng phải xử sự như vậy. Nếu chúng ta sống lòng khoan dung đại độ thì Thiên Chúa cũng sẽ tỏ cho chúng ta thấy Ngài khoan dung nhiều hơn, như bài tin mừng hôm nay nói: Anh em cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Như vậy thì khi chúng ta trao cho người khác, chia sẻ cho những người khác cái sự nhân từ độ lượng thì Thiên Chúa sẽ đổ đầy hơn nữa cho chúng ta. Còn nếu chúng ta khắt khe, nghiệt ngã với anh em, chị em của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ bị đối xử như vậy. Vậy thì chúng ta muốn Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thế nào? Muốn Ngài đối xử với chúng ta bằng lòng nhân hậu khoan dung, hay chúng ta muốn Ngài đối xử với chúng ta bằng sự khắt khe, cứng cỏi? Đó là tùy chúng ta lựa chọn và tùy cách xử sự của chúng ta. Vậy chúng ta vẫn đọc kinh lạy Cha: Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con. Như vậy thì chúng ta cầu xin Chúa tha thứ thì đồng thời chúng ta cũng có một lời cam kết là chúng ta sẽ tha cho người khác. Ở đây không chỉ là một hành vi mà đây là học cách sống của cha chúng ta, học cách sống lòng nhân từ.
Và như vậy thì chúng ta được Thiên Chúa trao ban, được Thiên Chúa dạy dỗ, được Thiên Chúa tỏ bày lòng yêu mến của Ngài, thì chúng ta là con, chúng ta phải nên giống cha của chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã nhân từ, nếu Thiên Chúa đã độ lượng, đã khoan dung và mời gọi chúng ta hãy sống như cha, không chỉ là mời gọi chúng ta sống tốt, sống tử tế, đó chỉ là ở một cấp độ nhân bản thôi. Còn cái mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống lòng nhân từ là cách sống của Thiên Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta cần biết khoan dung trong cách suy nghĩ. Khoan dung trong cách suy nghĩ là không xét đoán ai. Đừng tìm cách suy đoán những điều xấu của người khác hay là những điều xấu cho người khác. Chúng ta phải biết khoan dung trong khi chúng ta xét đoán người khác. Vậy thì hãy nghĩ những tốt, những điều tốt cho người khác. Đó là cách chúng ta khoan dung trong cách suy nghĩ. Chúng ta cũng phải biết nhân từ trong cách xử sự, nghĩa là không kết án ai. Đừng dẫn đến một kết luận là người đó là người xứng đáng bị phạt hay là người đó là người xấu. Chúng ta thường dễ dàng có những lời kết án vô trách nhiệm. Điều đó cũng không xứng đáng với lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta cũng cần có sự nhân ái trong cách hành động, nghĩa là không đòi trừng phạt người khác, không tìm cách trừng trị người khác, mà chỉ tìm cách giúp cho người ta hoán cải. Như vậy thì chúng ta được mời gọi sống như cha chúng ta. Hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Nhân từ của chúng ta được tỏ lộ trong cách suy nghĩ, trong cách xử sự và trong cách hành động. Suy nghĩ là nghĩ tốt cho người khác, xử sự là tìm cách nhìn người ta với cái nhìn cảm thông, và hành động bằng cách là làm những điều tốt thay vì tìm cách đưa ra những hành vi cứng cỏi và khắt khe như những sự trừng phạt. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta trong mùa chay này học nơi Chúa Cha đấng đầy lòng thương xót, để chúng ta cũng sống lòng nhân từ với anh chị em của chúng ta. Amen.